Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Y tế Cộng đồng của Đài Little Saigon TV. Chương trình này chương trình trực tiếp phát hình mỗi thứ hai từ 7 giờ tới 8 giờ. Chương trình này, một lần chương trình này chương trình trực tiếp có 4 phần chính giữa mỗi phần mình phải dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Bữa nay tôi rất là vui có bác sĩ Phúc Nguyễn. Kính chào bác sĩ Phúc. Xin chào bác sĩ Đưa Lan Trần và các khán giả. Bác sĩ Phúc là chuyên khoa về nội thương. Tôi là internal medicine nội thương. Dạ, thưa bác sĩ Phúc là internal medicine. Thưa bữa nay nếu quý vị có câu hỏi về nội khoa, xin quý vị gọi vô 714-893-3264. Có thấy có người gọi vô rồi. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Hello. Hello. Dạ, cô nói lớn lên đi cô. Hơi khó nghe cô. Rồi, nghe được rồi, cô hỏi đi cô. Dạ, bác sĩ ơi, tôi năm nay 65 tuổi. Dạ. Dạ, tôi mới chích ngừa phổi á bác sĩ. Dạ. Dạ, tôi mới chích ngừa phổi. Mà ở bác sĩ là cái đầu tiên á, là cái mũi 23 hay 13, cái nào tốt hơn thì thật trước tốt. Ok, bác sĩ Phúc có thể cắt nghĩa đó là cô, cô 60 tuổi, cô vừa mới chích thuốc ngừa pneumonia. Câu hỏi là chính giữa cái 13, cái 23 nó khác nhau làm sao? Theo những thống kê thì hai thứ nó cùng một loại vi trùng là nó ảnh hưởng đến cái phổi là pneumonia. Cái 23 đó, theo những tài liệu nói thì nó cũng protect, cũng nói nếu mà nó protect cái loại vi trùng ngang ngửa như loại 13, nhưng mà cái loại 13 người ta nói thì nó protect cái vấn đề là invasive lungs nhiều hơn, tức là nó ảnh hưởng cái phổi mình trực tiếp nhiều hơn. Thành ra cái 23 nó cover chẳng hạn một phần, cái phần 13 nó cover cái phần còn lại, mà cái 13 nó được cái là nó tác dụng nó phụ thêm, như nó nói là invasive, tức là nó là lan tràn trong phổi nhiều hơn. Thành ra nếu cái đó nếu mà chích được thì cũng nên chích cái product là Prevnar 13 đó, hồi xưa đó dành cho con nít. Nhưng mà gần đây thì những CDC cơ sở CDC là Center Disease Center Control đó thì họ recommend nếu mà trên quý vị nào trên 65 tuổi hoặc đến trên 50 tuổi hay 55 tuổi không biết, không rõ giờ cỡ tuổi nào, một năm chắc khoảng 50-55 trở lên cũng có thể chích được. Nhưng mà nếu chích cái đó thì không có nên chích sát nhau quá, thường là phải đợi một năm. Nó có những cách là cái cách để mà chích, nhưng mà những người thường không có vấn đề gì nặng hết là họ chỉ cách nhau một năm là best way to go. Còn nếu mà vài trường hợp đặc biệt mấy người bị HIV chẳng hạn, cái kháng thể nó yếu kém quá, hoặc là mấy người bị những bệnh về ung thư gì đó thì họ có thể chích sớm hơn, nhưng mà cái đó phải có một sự theo dõi kỹ lưỡng với bác sĩ. Tôi nghe nói có thể có một vài có thể chích được cách nhau khoảng 8 tuần cũng được, nhưng mà thường Medicare là khoảng cỡ một năm một lần. Nghĩa là nếu mà họ đã chích cái 13 rồi, bây giờ họ muốn chích cái 23 đó thì mình chờ phải không? Vâng, nên chờ trong một năm. Yeah. Bác sĩ, tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi chích cô nói lớn nên tôi hơi khó nghe cô. Tốt hay là 13 trước tốt, bác sĩ nào tốt hơn, nào trước tốt? Cái nào trước cái sau cũng như nhau, nhưng mà nếu muốn là toàn bộ thì như thường bệnh nhân của tôi, người đầu tiên đó, tôi chích cái 23 trước. Tại vì cái 23 là xưa giờ nó recommend, là họ khuyên là vẫn là như vậy. Thành ra nhiều phòng mạch, như phòng mạch tôi stock up cái 23 nhiều. Thành ra bệnh nhân là 65 tuổi đến tôi chích, hoặc là nếu mà người nào bị bệnh tiểu đường hay bị yếu tim yếu phổi thì chích sớm hơn được. Nó tùy theo cái tổ hợp y tế của họ nữa. Rồi nếu mà họ chích ra được 23, đa số chích 23 trước, tại vì again 23 là cái thứ mà xưa giờ vẫn chích. Cái loại 13 loại mới gần đây họ khuyên khích, thành ra maybe khoảng có một năm sau thì tham khảo với bác sĩ gia đình để mà chích cái loại 13. Cái câu hỏi này rất là hay, là tại cái mùa này bị cái dịch COVID đó, thì mấy người hơn 65 tuổi với mấy người bị cái kháng thể yếu đó nên chích ngừa cái xưng phổi cái 13 và cái 23, tại cái dịch COVID nó chưa xong, mà nó chưa có kiếm ra thuốc đặng trị, mà nó chưa kiếm ra thuốc đặng ngừa nữa. Thành ra cái mùa thu này đó rất là nguy hiểm. Thành ra cái câu hỏi này rất là hay. Dạ, cảm ơn cô nha cô. Dạ.
Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Hello. Dạ, dạ chào thưa, kính chào hai bác sĩ. Dạ. Tôi tên là Lâm, năm nay 77 tuổi, ở vùng Los Angeles. Thì tôi có hai cái căn bệnh như thế này. Cái thứ nhất là tôi hay bị đau đầu kinh niên, thì đi làm MRI nhiều lần và làm từ cái cổ lên nữa, thì cái đầu thì bảo là nó màu, còn cái cổ thì có cái C5C6 gì đó. Ấy thì bác sĩ cho tôi uống cái thuốc Pamelon mấy năm rồi mà uống thì nó cũng không bớt gì cả. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì nhìn xuống mà ngẩng cái đầu lên một cái là nó hơi choáng váng, là cái thứ nhất. Còn cái bệnh thứ hai thì cách đây có hai bữa thôi, thì tôi đang ngồi đến chỗ cái thấp dưới mà mình gọi là cái đòn đó, thì tôi giữ đồ tung tụ làm ra, thì khi tôi dậy thì cũng không ngủ, không té, không gì hết trơn. Thì tự nhiên cái mắt cá bên chân phải á, trời ơi, nó chân nó đặt xuống cái nền nhà một cái là đứng dậy là đứng không được, mà nó đau buốt ấy từ ngày hôm qua đến bây giờ. Thì cái hôm trước là hai mình chân có khai với bác sĩ gia đình là nó nóng lan ở trên cái mình chân, nó nóng giống như là người ta sát ớt ở vô trên cho mình. Thì bác sĩ có cho tôi là Diclofenac Sodium Topical Gel 1mg. Thì tôi cũng bỏ cỏ mua nhiều lần, không cảm thấy bớt nữa. Nhưng mà hiện tại là có một cái rất là bậy, là cái chân tôi bây giờ mà bước xuống mình, cái gót chân á, nó đụng với cái nền nhà là nó đau cái mắt cá, nó đau ghê lắm. Nó muốn nó lên thấu cái mắt chân luôn. Thì tôi sợ không biết cái đó là đau cái gì mà khi này mới ngày hôm qua thôi. Thưa ba bác sĩ, đã có thể cho tôi biết được hai cái chính mình tôi vừa nêu không ạ? Ok, để mình cho cô nói là cô 60 tuổi hả cô? 77. Oh, 77. Ok. Thì cái câu hỏi câu hỏi đầu tiên đó, cô nói là trước nhất đó là cô bị cái bệnh nhức đầu kinh niên, Mỹ nó gọi là migraine headache. Đó, thường thường mấy cái người tôi biết cái bệnh này rất là nhiều là tại tôi bị cái bệnh nhức đầu kinh niên, tôi bị cái bệnh migraine, thì tôi biết tôi học hỏi nhiều. Thường thường cái bệnh migraine headache, cô không nên đi chụp hình CT nhiều và MRI, tại mình chụp mình chụp CT MRI CT MRI thì không sao, nhưng mà MRI nó rất là mắc tiền. Còn cái CT đó mình chụp nhiều quá đó, cái phóng xạ nó rất là độc. Thành ra mấy cái người mà bị bệnh nhức đầu kinh niên không nên đi chụp hình nhiều. Cái đó, cái bệnh này không bao giờ mình bị nguyên đời của mình không bao giờ thoát được. Mình chỉ dùng mấy cái cách đặng nó trị cái bệnh này, nghĩa là mỗi lần mình bị nhức đầu kinh niên migraine đó thì mình phải vô một phòng, mình phải vô một cái phòng tắt đèn nằm xuống cái phòng lạnh đó, thì nó mới đỡ, đắp nước đá lên. Tôi biết cái bệnh này rất là thật ra đắp nước đá ở trên cái thốt đầu hay là mình kê ở cái dưới óc mình là sao thưa bác sĩ? Dạ, thì cái bệnh nhức đầu kinh niên migraine đó thường thường nó đau đó, nó sẽ kéo từ đằng trước qua tới cái cổ luôn. Thì tôi cũng bị đó, thì thường thường nếu mà nó làm tôi đau đó thì tôi đắp nước đá trong cổ và tôi đắp nước đá ở trên nữa. Mình đắp nước đá xong rồi mình nằm xuống, mình nhắm mắt lại, mình ngủ cái chừng 15 phút là nó sẽ đỡ. Thường thường mấy cái bệnh mà migraine đó mà mình coi TV nhiều hay mình chơi computer. Dạ không, tôi rất là nó mờ nữa là khác. Dạ. Cái bệnh migraine nó cũng làm mắt mờ. Mà nó cũng làm choáng váng lắm cô. Thì cái bệnh migraine nó có rất nhiều thuốc tặng mình trị. Có thể uống Furoset, Furanol hay là Sumatrip, thì nó có rất nhiều thuốc. Thuốc này không hiểu thì mình đổi qua thuốc khác. Nhưng mà trong kinh nghiệm của tôi đó, tôi thấy đó là mình uống thuốc là một chuyện, nhưng mà mình phải làm mấy cái chuyện mà hồi nãy tôi kể đó, là mình phải vô một phòng, mình đắp nước đá, nằm xuống, tắt đèn cái chừng 15-20 phút ha. Ok, cái phần thứ hai đấy để bác sĩ Phúc cắt nghĩa ha, là cô nói là cái cổ chân bị đau, cổ chân đang ngồi đứng dậy thấy nó bị nhói đau. Cái cách đây 2 ngày thôi. Cô có đi bác sĩ gia đình chưa? Dạ chưa, tôi định đi ngày hôm nay mà tôi quá mệt. Dạ vâng. Mai. Dạ. Xưa đi để hỏi cái chuyện mà đau cái mắt cá tự nhiên. Kỳ quá. Và cái này là đang ngồi đứng dậy tự nhiên nó nhói lên là bị phản, chứ không phải là bị va chạm té phải không ạ? Cái mắt cá mà nó đang bút lên mà mình thốn giống như là điểm dịch á. Dạ vâng. Cảm tự như vậy đó bác sĩ.
Vâng. Nếu mà cái vaccine nó chạm với là cái nền nhà đó mà nó thốn lên cái tôi khiếp đủ sao đâu thì kỳ cục mà cũng không bổ không té không gì hết trơn. Dạ. Cô chờ một tí nha cô. Ngay bây giờ mình phải dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Mình sẽ nói chuyện off air ha. Dạ.